hôm nay thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024 và trong video hôm nay đơn vị em siêu tầm được một bộ tranh tứ quý đá tranh cảnh tàu cũ lối cổ vô cùng là đẹp các bác nhá xuất sắc luôn các bạn và tranh thì chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình cao 1 m 16 ngang 30 và các bác quan sát ở trên màn hình đây đá vân núi vân tự nhiên rất là đẹp như một bức tranh phong cảnh hữu tình luôn các bạn. Và bốn viên đá này là cùng một cục đá liền miếng cắt ra hình núi rất là đẹp các bác nhé Và bộ tranh này mà về trưng để treo chơi Tết thì vô cùng là đẹp các bạn. Và bộ tranh em bán cho các bác siêu tầm là 15 triệu các bác nhé Giá rất êm mà tranh lại cực đẹp các bạn. Và các bác có thể quan sát đây. Phải nói vân nhìn phong cảnh hữu tình và đá thiên nhiên thì không thể nào mà chọn lựa được Vân. Phải thực sự là hữu duyên thì mới siêu tầm được bộ tranh đá nó Vân đến mức đẹp như này. Và Vân đá tự nhiên thì không phải viên nào cũng Vân như viên nào các bác nhé. Để cho nên các bác có thể quan sát là từ các viên đá tròn ở dưới đây và bốn viên đá giữa cùng đá ở trên. Vân thực sự là chọn rất chi là kỹ Siêu tầm công phu mới ra được Và các bác có thể qua trực tiếp Tại địa chỉ Đồ Gỗ Bùi Tuấn Khu Vị Lăng Cây sung, Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội các bác nhé Và để uh, cái dịp uh, cận Tết như này Siêu tầm bức tranh về chơi trường Tết Thì quá là tuyệt vời luôn các bác ạ